Vì sao Văn Toàn lãnh thẻ đỏ trước Malaysia? Tiền đạo đang khoác áo Hoàng Anh Gia Lai nhận hai thẻ vàng trong vòng 20 phút vì hai pha phạm lỗi khác nhau trong trận đấu giữa tuyển Việt Nam với Malaysia tối 27 tháng 12. Cựu trưởng ban trọng tài VFF ông Dương Văn Hiền đồng ý với hai quyết định của trọng tài Nhật Bản. Thẻ đỏ của Văn Toàn không còn gì phải bàn cãi. Cậu ấy lãnh thẻ vàng thứ hai sau pha phạm lỗi liều lĩnh với cầu thủ Malaysia. Ông giải thích. Thẻ vàng đầu tiên mà trọng tài phạt là do Văn Toàn ngăn cản cơ hội tấn công triển vọng của tuyển Malaysia. Cả hai thẻ vàng đều đúng. Đáng tiếc là đều cùng một cầu thủ, cựu trưởng ban trọng tài nói. Văn Toàn rời sân ở phút 33 sau khi lãnh thẻ vàng thứ hai. Anh lao vào tranh chấp với Dominic Tan nhưng đá trúng chân cầu thủ mang áo số 6. Trọng tài Sato cắt còi và rút thẻ vàng cho số 9 bên tuyển Việt Nam. Tiền đạo Văn Toàn ôm đầu vì hiểu rằng anh sẽ bị đuổi do đã lãnh một thẻ vàng trước đó ở phút 13. Trong tình huống này, Văn Toàn lao về tranh chấp với Darren Lock và phạm lỗi khi đội Malaysia phản công nhanh. Văn Toàn đá chính từ đầu ở trận gặp Malaysia thay cho Nguyễn Quang Hải. Tuy nhiên, anh khiến lợi thế 1-0 của tuyển Việt Nam bị đe dọa khi đội chỉ còn chơi với 10 người sau 33 phút đầu tiên. Đây là bài học cho anh. Bình luận viên Quang Huy thì nhận định nhiều trọng tài ở V-League sẽ không phạt thẻ vàng thứ hai cho Văn Toàn mà chỉ nhắc nhở với trường hợp đã lãnh một thẻ vàng trước đó. Thực tế điều này đúng ở V-League. Một trọng tài V-League thừa nhận đa số trọng tài sẽ nhắc nhở ở lỗi liều lĩnh như trong trường hợp của Văn Toàn. Mục đích chính là để trận đấu không căng thẳng và bị phản ứng của đội thiệt quân. Thế nhưng việc này vô tình khiến các cầu thủ chủ quan. Tư thế dẫn trước và chơi trên sân nhà, tuyển Việt Nam thi đấu thiếu một người. Bàn thắng mở tỷ số do công của Nguyễn Tiến Linh ở phút 28 từ cú đánh đầu sau pha đá phạt góc của Đỗ Hùng Dũng.